Hello, xin chào tất cả các bạn. Bây giờ 6 giờ sáng, hôm nay sẽ là vlog một ngày đi quay cùng với Lê Bạn sẽ như nào nhé. Chết mẹ tụi mình rồi các bạn ơi. Mình nhìn là 6 giờ nhưng mà thực ra không phải 6 giờ mà là bây giờ là 7 giờ rồi mà. Anh ơi, anh sắp đến chưa? Ở đây, vội thế. Ôi nhanh anh ơi, muộn giờ của em rồi. Vội thế. Hẹn em kịp sao? Hẹn em kịp sao? Tôi nhảy xuống bè luôn bây giờ đó. Chào bạn nhé. Bạn ơi, hôm nay trời xuống lung linh luôn các bạn ạ. À, cùng quay MV với Bảo nhé. Chào bạn nhé, thì hôm nay mình đi quay cùng với bạn diễn nữ với mình, đó là chị qua đêm nay nghe mấy chị đây. Những ngày chưa nhập ngũ. Tao không quay làm gì, quay thế nhập. Chính của ngày hôm nay chính là MV mang tên là gì của nhau? Minh Vương Manchester United. Em cũng phần quà dành cho anh giữa 10.000 và Hunjo Moi, thì anh chọn cái gì? Anh chọn 10.000. Anh chọn 10.000. Em có 10.000 rồi. Đây. Chuyển khoản thì tôi chọn Hunjo Moi nhé. Bây giờ đây là diễn viên nữ thứ hai quay cùng với mình. Hôm nay rất hân hạnh được quay cùng hai diễn viên nữ. Còn tên gì ạ? Mình tên là Thủy Lê nha mọi người. Thủy Lê rồi. Ô giọng giống giọng chị bóng dã man luôn. Xin chào chị Thủy Lê, sinh năm bao nhiêu ạ? Mình 2000. Ok, thì chị vẫn hơn em 1 tuổi. Quay nhá. Anh ăn điên lẩu chứ nhỉ? Hả? Ăn nướng. Ăn cơm xong và đây là cảnh buổi chiều. Máy chạy rồi. Và đây là Kimochi. Máy chạy. 3, 1, giết ba. Nhìn bảo, ba tao. Đây. Không, em vào hình sau đây. Này, em vào hình này. Cho máy lên chân đi em ơi. Bà bơ các bạn ạ. Có bạn nhé, bạn ơi, thì hiện tại bây giờ đang là cảnh cuối rồi mọi người. Bây giờ đến cảnh nam nữ quay trên giường nhá. Ok các bạn, đây và mình mới đi quay về xong. Đấy, những người em mà mình gặp ở quán ăn cho mọi người. Các bạn ạ, mình thực sự quay cả ngày hôm nay thì mình rất là mót ỉa. Nhưng mà khi mà mình đến quán này thì mọi người nhận ra mình rất nhiều. Nên là mình không dám đi ở nữa. Sợ mọi người đánh giá mọi người. Nói chung là rất là buồn.